Ờ lẽ vậy. Lễ hội sen 71 Thanh Điền. Số 10 Duy Anh, Văn Tính, 19 Hoàng Đạt, 16 Điện Mây Bơ. Ăn 3T hả à, ăn? Ăn 3T hả? À? Ăn cô B. Ăn Mây Bơ đi. Ăn cái ba đi. Dạ dạ anh. Tôi thấy quăng, quăng gỗ. Dạ. Có nhậu không anh? Có nhậu không? Lát ở đây cũng có đó nè. Ba chân này rồi la chân sau nữa nhậu. Không có. Ngày vô 600 nhưng mà một tháng vô được ngày. Sao đấy? Thấy không? Bia đi anh ơi, rượu hả? Rượu em uống vô không có được. Uống thì được đó mà qua bữa sau nó mệt hả? Hả? Lại đi. Không như vậy bây giờ em kiếm lon bia hai lon gì đó em gót. Em gót rượu vô uống trong ly nhỏ. Nhưng mà lát nữa em nhậu trễ nha, tại vì em like càng cao nữa. Tôi gọi nhiều lần lắm rồi. Anh đẹp ở chợ không Tú á. Nó mới hỏi tôi qua có đội đầu đây. Cổ không? Vô lên đây. Đi ra. Rồi đội nào nãy like mà nói thịnh có đội nào cáp đó. Để coi. Rồi chào nó các bạn. Tôi đó cái là đứng ông đâu cho phương hai. Rồi vậy đá dài chứ. Mấy giờ anh đội đó đá là 4 giờ không đó nha. 4 giờ bờ đó được không? Ở trên màn chúng ta hiện tại hai đội bóng Thiện Mây Bơ FC và Sông Bóng Hoàng Hậu đang khởi động các bạn. Mấy phút nữa thôi thì thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chúng ta sẽ được bắt đầu. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại Sông Đá Hoàng Hậu nữa các bạn. Trước khi trận đấu được bắt đầu thì mình nhiên xin điểm qua những cái tên có mặt trong đội hình của cao thủ Thiện Mây Bơ FC. Ta có thủ môn Hận Cây Ba, có Van Hút số 8, Hồ Sang số 7, 71 là Thanh Điền. Số 10, đó là Duy Anh, số 19 là Văn Tính, số 16 Hoàng Đạt, Thiện Mây Bơ số 12. Đó là những cái tên có mặt trong đội hình của Thiện Mây Bơ FC. Bên phía đội Sân Bóng Hoàng Hậu, chúng ta có thủ môn Thái Sam, 99 đó là ông bầu anh Hiệp Sương Ống các bạn, 18 Tiến Lĩnh, 79 đó là Thái Sách, 11 Quy Gùa, số 6, 7 Thành Sự,
số 20 đó là Tâm Hào. Và có cả có Hoài Đức các bạn, Hoài Đức số 21. Số này số đẹp nè, số 21 đẹp lắm á. Số 21 là số VIP. Sao gì mà không thấy gì vậy? Trời ơi trời. Gì? Gì? Tiếp em. Đó. Đi Bình Dương hả? Bán nước tương hả? À, xin chào Kem Quý Điệp. Thứ nào mình với em có lịch rồi nè anh Quân ơi. Thứ năm em qua live ở ngoài sản Quốc Vinh 5:30. Chào mừng quý khán giả các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân đá Hoàng Hậu của xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn, để theo dõi trận giao hữu siêu cơ điển vào chiều ngày hôm nay, trận đấu giữa hai đội sân bóng Hoàng Hậu và cao thủ Thiện Bay FC. Cao Quân trong hiệp đấu thứ nhất này thì cao thủ sân bóng Hoàng Hậu thi đấu bên phần sân tay trái của chúng ta trong quần áo trắng các bạn, quần xanh. Còn các cầu thủ Thiện Bay FC thi đấu phần sân tay phải trong trang phục màu áo kem quần đen. Và trọng tài bóng chính vẫn là trọng tài Thanh Điền. Hiện tại các quen thuộc tại sân đấu Hoàng Hậu sân Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng bạn một lần nữa cảm ơn Kem Quý Hiệp. Kem Quý Hiệp giờ này biết có đang ngồi khán đài VIP hay không? Đúng rồi, đi nuôi vợ đẻ rồi, đúng rồi, Kem Quý Hiệp mà mình nhớ là nuôi vợ đẻ các bạn. Chào Kem Quý Hiệp nha, chúc anh em Hoàng Hậu thi đấu tốt nha. Đây là tham sự đường truyền của Wigo, đó là Thái Sắp Tiến Lĩnh các bạn, Tiến Lĩnh làm gì đây? Và đội bóng Tiến Lĩnh trước đêm thủ môn Hoàng Kê Ba đã bóng chính xác rồi. Đường truyền của Van Hút các bạn, Robin Van Hút. Thời gian tính đây là Hoài Đức công bầu, Hoài Đức chứ đêm công bầu, 2-3 giây điểm liên tục của Hoài Đức các bạn, nhưng chưa thắng được thủ môn Hạng Cây Ba. Đây là Đồ Hút, người khổng lồ xanh Robin Van Hút sẽ luôn tình huống ném biên dành cho các thủ Thiện Bay Bờ. Giang tính các bạn, dẫn đến đường truyền về cho Van Hút, Robin Van Hút chuyển bóng cho Hận Cây Ba. Để cho quý khán giả và các bạn chúng ta tiện theo dõi những phút thi đấu tiếp theo của hiệp 1, huấn luyện viên xin điểm qua những cái tên có mặt trên sân lúc này các bạn. Đó là pha đánh đầu, xin lỗi bạn, pha đánh gót của thành sự dành cho Hoài Đức nhưng chưa thành công. Mình về đội sân bóng Hoàng Hậu, chúng ta cao quân bên phần sân tay trái trong vùng màu trắng với thủ môn đó là thủ môn Thái Salem, trung vệ đó là trung vệ Thái Sách,
họ về bên phải là Wigo, họ về bên trái là Tâm Hồng. Và từ vậy là Tiến Đỉnh và Thành Sự và Tiền Đạo Sự chỉ cao nhất ở lục bài Đức. Còn 7 cái tên cao quân trong đội hình của các lộ thiện Fiber FC chúng ta có thủ môn ở cái 3 trung vệ Văn Hút, hậu vệ bên trái Đạn lên Đạn Hoài Đức dứt điểm không vào. Tới tới Đức rồi, phá cái đi. Hậu vệ bên trái bên phía đội thiện Fiber đó là Duy Anh, cầu thủ số 10 các bạn. Hậu vệ bên phải cầu thủ số 71 đó là Thanh Điền. Và cặp tiền vệ là cầu thủ số 19 đó là Văn Tính và số 16. Số 16 đó là Quang Đạt. Quang Đạt và Văn Tính là cặp tiền vệ bên phía đội FC Thiện Fiber. Và tiền đạo chơi vị trí cao nhất, vị trí tiền đạo đó là Hồ Sang. Đó là 14 cái tên đang có mặt chính thức trên sân lúc này các bạn. Đó là đường truyền của Thanh Điền. Ở cái 3 đánh gót cả nguy hiểm. Và nắng của Hoài Đức. Hoài Đức vừa ghi bàn mở tỷ số cho các thủ sân bóng Quang Hậu các bạn. Một không cho các thủ trắng sân bóng Quang Hậu. Thủ dứt điểm từ xa của Duy Anh. Nhã biên cho các thủ thiện Fiber FC. Nhã biên ngược lại dành cho các thủ sân bóng Hoàng Hậu các bạn. Tuyển Đỉnh. Tuyển Đỉnh làm gì đây? Dứt điểm không vào. Bóng lên cho nó vào gần cây 3. Đó là Dương Thanh Điền. Cũng đến vị trí của cầu thủ số 16 đó là Quang Đạt nhưng chưa thành công. Xin chào Châu Gia Hưng. Châu Gia Hưng hưng lõ mà đã nhắn là ghi quá mà bị bắt ở nhà quán sôi rồi. Đường chuyền vào Thanh Sự và điểm bóng của Thanh Sự cũng đi lên trời các bạn. Ok, ở nhà bán sôi đi Hưng ơi. Châu Gia Hưng ở nhà bán sôi đi em, nhào hết sôi rồi qua đá nha. Hưng sôi gà các bạn. Đó đường chuyền của Duy Anh. Đường đến vị trí Hồ Sang như thế nhỉ. Tâm Lõ, Tâm Mau các bạn. Tối nay mới gặp Tâm Lõ. Tâm Lõ là 7 giờ mới đá, còn giờ là Tâm Mau. Gọi là Thái Sách. Thái Thanh Điền. Bóng vẫn còn. Chuyển với Thanh Điền dành cho Văn Tính. Văn Tính đi bóng gấp tốc độ. Mình đã đi bóng đi hết đi, dưới dài đi dọc rồi. Bóng đi hơi dài các bạn. Sẽ là tình huống ném biên cho các thủ sân bóng Hoàng Hậu. Thái Salem. Đây là Thái Sách các bạn. Và đây là Tuyến Lĩnh trên trào Châu Gia Hưng. Hưng xôi gà. Còn 8 màu bánh mì, 2 hộp xôi anh em cứu chén chạy qua liền. Tại sao ông bầu hiệp? Còn 8 màu bánh mì với 2 hộp xôi kìa. Giờ là anh Hiệp mua 2 hộp xôi còn 8 màu bánh mì để bán nha. Quá liền được không nha, Hưng Lõ. Còn 2 hộp xôi gà các bạn, rồi Thái Salem đang có bóng gấp, các bóng kia thôi. Thành Sự. Và đây là Tuyến Lĩnh. Thái Salem thì giáp biên cho Thái Sắp. Đây là Tuyến Lĩnh. Và đây là Thái Salem có hoàn đường truyền cho Huy Gùa. Thành Sự. Thành Sự chứ không phải là Hình Sự các bạn. Thái Sách một đường truyền đến vị trí của Tâm Mau. Tâm Mau chuyền bóng Tiến Lĩnh. Giờ Tiến Lĩnh làm gì đây? Châu Gia Hưng gọi là nhắn với anh Hiệp xương ống là 8 ổ ở nhà không hết nha. Xin chào anh Linh Bà Đá nè, gọi là nhắn là lụm rồi đi chứ ơi. Lát nữa có lụm tại xăng luôn nha anh Linh Bà Đá nè. Lại có lẩu bò đây nè Linh ơi. Chào Châu Gia Hưng, Hưng Lõ. Và đi bóng gót hay. Đó đường chuyền của Thanh Điền các bạn, hướng đến hồi chiếu Hồ Sang nhưng chưa thành công. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ thiện Fiber FC. Văn Tính. Rồi Văn Tính xin chào Đại Gia Bảo.
Và đây là pha đi bóng của Robin Van Der Hoed. Giang Tính, Duy Anh các bạn. Dẫn là Duy Anh, một đường chuyền cho Kha rất hay. Dẫn đêm, không vào, bóng vẫn còn. Ổ sen, không được vào các bóng kịp thời của Quy Gùa. Trước đó là ba dứt điểm của Quang Đạt các bạn. Thủ môn Thái Sơn Em đã cản quá thành công. Hồ Sang cho nó vào góc cho các đồ thiện mấy bờ. Và đánh đầu của Thành Sự. Robin Van Hoed. Giờ là Van Hoed các bạn rất hay. Đường truyền dành cho Hồ Sang làm gì đây? Giờ là Hồ Sang, một đường truyền về cho Duy Anh. Để biên cho các đồ áo trắng các bạn, các đồ sân bóng Hoàng Hậu. Cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu đang thi đấu trong trang phục của màu áo đội tuyển Pháp các bạn. Đường cho khe rất hay. Không được. Để tắm mau một đường chuyền. Đường cho khe hướng đến vị trí ngoài Đức nhìn hơi mặt các bạn. Đó là đường truyền của Giang Tính dành cho Thái Điền. Giờ là Giang Tính các bạn. Dưới anh. Truyền về cho Robin Van Der Hoed. Một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hoàng Hậu của Sảm Hương, Nguyễn Bế Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Để theo dõi trận đấu giữa hai đội sân bóng Hoàng Hậu và các thủ Thiện Bay BFC, và tỷ số hiện tại đang nghiêng về các thủ sân bóng Hoàng Hậu với tỷ số là 1-0. Và thắng mở tỷ số của Hoài Đức. Và chúng ta có chiến đó là anh Thanh Điền. Mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của chủ sân đá Hoàng Hậu, anh Toàn Máy Ủi và nhân viên đã cho chạy chữ bên dưới rồi. Chúng ta có thể dễ dàng liên hệ với anh Toàn Máy Ủi với số điện thoại 0918646666 Hoàng dưới đêm. Bóng vào. Đó là bài dưới điểm của Thanh Điền, bóng đi qua cầu dọc. Chào đại gia bảo nha. Chào quý khán giả các bạn, chào 500 em đã vào xem live stream. Cầu thủ chạy ra bóng chúng ta. Tiến đỉnh. Thành Sự. Nhớ tiến đỉnh. Quy đà. Đây là tấm áo. Đúng rồi. Dán về cái đạn ơi. Đó là pha cắt bóng của Duy Anh. Đây là Hồ Sang các bạn. Đây. Tấm áo. Bóng đi hết đường dọc ném liền cho cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Thành Sự một đường truyền dọc biên cho Quy Gùa. Đó là một chiến rất hay, Hoài Đức làm gì đây, không vào. Tuyển đỉnh. Thả đi. Và đi bóng đi. Đánh công xong rồi thì mới bơ. Một chiến rất hay. Đây là Quang Đăng, Quang ơi. Và các bóng của Thái Sách. Ném đi cho các cầu thủ Thiện Mây Bờ. Thả đi. Giang Tính. Giang Tính chuyền bóng đến vị trí của Robin Van Hoed. Trận đấu được tiếp tục. Ở kế ba. Và đây là Thanh Điền các bạn. Xin chào Tô Thế Quang. Hello em trai Tô Thế Quang. KKKK. Mới đây rồi chắc đi về các bạn ơi. Tốt. À đây nè, còn dưới đây nè, còn ở dưới đây nè. Ở dưới mình đi gì cũng bị lận. Hello mình đi gì các bạn. Tốt rồi đó, có ý tưởng rồi đó. Có tài tính chuyện hay dở đó. Có ý tưởng rồi đó, ngon rồi đó. Từ rồi. Ném biên cho Wiggle và đây là Thái Sách. Rồi lấy luôn hút rồi. Robin Van Hoed. Quả Đức. Thái Sách các bạn. Áp vô, Đạt, gán về Đạt. Thái Sách làm gì đấy, đứng chiên. Và cái bóng của Van Hoed, người khổng lồ xanh sẽ làm tình huống đá vào góc cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Xin chào Nguyễn Kiệt. Chào Nguyễn Kiệt, chào Quang Kiệt các bạn, chào anh Linh Bà Ná nè. Đánh đâu? Và cái bóng chính xác của thủ môn là cái ba. Quang Kiệt, anh em hỏi Quang Kiệt không? Quang Kiệt đáp anh nè, Quang Kiệt ơi. Dứt điểm, không vào. Bài điểm của Hoàng Đạt.
Thủ môn Thái Salem đã có bóng thành công. Chưa chưa. Anh Hiệp hỏi qua đá kịp không nghe kìa coi. Thầy Văn Tính. Này biết rồi. Một đường chuyền dành cho Hoài Đức. Thành sự. Tầm áo chứ đêm không vào. Bóng lên thủ môn bằng cái ba. Đường chuyền của Đô Hút. Giác viên nhìn cho Thanh Điền. Quang Đạt vẫn là Thanh Điền chuyền bóng dành cho Quang Đạt. Các bạn vẫn là các thủ thiện bay bờ. Xin chào Văn Kiệt, ở đây nhắn là không kịp rồi, anh Kiệt ơi. Về không kịp rồi. Đó là đường chuyền của Duy Anh hướng đến vị trí Hồ Sang các bạn, không anh? Chào anh Linh Bà Ná nè. Chào Minh Xuyên. Sẵn bóng với áo Hoàng Hậu cho các bạn. Nếu Hoàng Hậu gần nhà tôi đúng không? Thành sự. Tấm màu. Và đây là Thái Sách. Mình truyền về cho ông Thái Sách em. Thành sự các bạn. Và đây là Thái Sách. Vẫn là cam thủ sau bóng Hoàng Hậu. Một đường chuyền dài. Phản đầu với Đô Hút. Và các bóng Thanh Điền. Quý Quân. Tấm màu. Tấm màu chuyền bóng Trang Quyền. Duy Anh này có bóng rồi. Đó là Duy Anh, hoặc là bóng Duy Anh các bạn. Sẽ làm tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Thiện Bay Bờ. Để thành sự. Sẽ làm tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ Thiện Bay Bờ tiếp tục. Đã cho các thủ sân bóng Quang Hậu các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các thủ sân bóng Quang Hậu với bàn thắng mở tỷ số của Hoài Đức. Và đây là Duy Anh. Giang Tính. Giờ là Giang Tính. Giờ Hoài Đức các bạn. Hoài Đức làm gì đây? Dính này, tiếng 2 cho Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh làm gì đây? Dứt điểm. Wow! Đó là bàn của Tiến Lĩnh, nâng số lên 2-0. Thủ liên rất hay của Tiến Lĩnh các bạn. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho các thủ sau bóng Hoàng Hậu. Đó là chuyện với Giang Tính, Giang Quyên. Ném biên cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Quý Gùa. Thành sự. Dẫn là Huy Gùa. Tiến Lĩnh chưa được. Tiến Lĩnh sẽ làm gì đây? Một đường chuyền rất hay dành cho Tấm Mau. Tấm Mau chưa bóng vào. Và đó là đường chuyền của Huy Gùa. Và đây là Duy Anh các bạn. Duy Anh chuyền bóng hướng đến vị trí của Hồ Sang như thế nhà. Và đầu cắt bóng của Thái Sách. Và đó đường chuyền rất hay hướng đến vị trí của Tấm Mau của Thanh Sử các bạn. Đó Tấm Mau. Đúng quá rồi. Tài xác định sẽ là một tình huống đã có tình huống phạm lỗi rồi. Và trọng tài đang có va các bạn. Thanh Điền đang có va. Công nghệ VAR sẽ vào cuộc. Bọn tài xác định đã có tình huống phạm lỗi ở ngoài vòng cấm các bạn. Sẽ
Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho các thủ sân bóng Quang Hậu. Tình huống đó là phạm lỗi ngay một phạt voi của cao thủ Thiện Bay Bờ dưới đêm không vào. Đó là pha đệm bóng của Quy Gùa từ đường truyền của Hoài Đức. Duy Anh đường truyền dành cho Hoàng Đạt và vẫn là Duy Anh các bạn. Là Hồ Sang đúng mà đi bóng tốc độ của Hồ Sang. Hồ Sang dùng bóng góc chính xác. Đây là Duy Anh dứt điểm rất hay các bạn. Duy Anh đã có một tình huống chuyền bóng và đó là như để như đặt dành cho Hồ Sang các bạn. Hồ Sang chuyền bóng cho Duy Anh như đặt và sau đó thì Duy Anh cũng đã có một tình huống bắt bóng bước một và một thủ xử lý dứt điểm ghi bàn cũng gắn xuống còn 1-2 cho các thủ Thiện Bay Bờ rất hay. Là Quy Quân Thái Sách bị chuyển hơi sâu tỷ số đã được cố gắng 1-2 các bạn thì những bàn thắng những pha xử lý rất hay của cầu thủ chúng ta. Đó là đường truyền của Văn Tính và đánh đầu của Thái Sách và đây là thành sự làm gì đây. Thái Sách chuyển bóng cho Tâm Âu chữa được quá nè. Đây là Tiến Lĩnh thủ môn Thái Salem chị nhà viên cho Quy Gùa thành sự một gì chưa thành công cho Hoài Đức các bạn. Và đây là Văn Tính phản công cho các thủ Thiện Bay Bờ FC. Thanh Điền sẽ có đủ đấu phạt dành cho các thủ Thiện Bay Bờ. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là Quang Đan. Chúng ta sẽ đến với một tình huống đấu phạt dành cho các thủ Thiện Bay Bờ FC các bạn. Hồ Sang đang đứng trước pha đá phạt này. Hồ Sang dứt điểm. Bóng trúng vào gầu. Bản đầu của Thái Sách. Rồi hai ba thằng bộn không à. Văn Tính. Và cầu bóng Thái Sách. Để biên cho các cầu thủ Thiện Bay Bờ. Văn Tính. Thái Sách. Đúng không? Thái Sách đã có bóng chính xác rồi. Phải có bóng kịp thời của Thái Sách. Quy Gùa các bạn. Ở mọi người chưa thành công Quy Gùa. Đây là Hồ Sang. Rất hay. Hồ Sang cái bóng. Hơi dài các bạn. Và đây là Thái Sách phản công cho đủ sân bóng Hoàng Hậu. Dĩ luôn tính, dĩ luôn tính. Tấm Mau chưa thành công. Thuộc hoàng kế 3. Và đây là Duy Anh. Duy Anh là cầu thủ đang ghi bàn cố gắng đi xuống cầu 1-2 trong đội Thiện Bay Bờ các bạn. Đã lên đạt. Đúng rồi. Để hút. Thôi để chuyển Thanh Điền. Dành cho Văn Tính. Văn Tính dứt điểm. Đó là pha công phá của thủ Thái Salem. Ném biên cho cầu thủ Thiện Bay Bờ. Anh ôm dính đại Thái Nhà Hèo mà Thái. Và đây là Văn Tính. Và đây là Tấm Mau. Vẫn đang các thủ sân bóng Hoàng Hậu các bạn. Thành sự Thái Salem. Đây là Quy Gùa. Một đường chuyền đến vị trí của Hoài Đức. Theo luôn. Và xử lý chưa thành công các bạn. 20 phút nè. 20 phút của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua. Vì vậy Thiện Bay Bờ sẽ vào sân thay cho Quang Đạt bên phía đội Thiện Bay Bờ FC.
Anh Hiệp xương ống được tung vào sân để thay cho Thành Sự các bạn. Bên phía đội săn bóng Hoàng Hậu, Điện Mỹ Vân. Ở đường truyền của Thanh Điền, đầu hút chuyền bóng cho Điện Mỹ Vân. Điện Mỹ Vân cho khe, chữa được Thái Sách. Duy Anh các bạn. Thanh Điền. Tuyến lĩnh. Đây là anh Hiệp xương ống. Dẫn là anh Hiệp. Cho khe đến vị trí của Hòa Đức. Nhưng chưa thành công. Một khoảng cây 3 quả bóng và chuyền bóng dành cho Văn Tín. Thả Điền. Trung vệ Robin Vanderhoof. Và đây là Văn Tín mà đi cho khe cho Thiện Bay Bờ. Dẫn là có được Thiện Bay Bờ các bạn. Hồ Sang. Vậy bóng Hồ Sang nữa chứ. Đó là pha chạm bóng của đội một Thái Sa Lan các bạn. Và góc cho cầu thủ Thiện Bieber. Và đầu của Huy Gùa. Tiếp tục sẽ đồng thời đồng đáng biên cho các cầu thủ Thiện Bieber FC. Đây là Văn Tính. Đường truyền về dành cho trung vệ Đô Hút. Thả Điền. Và đây là Văn Tính các bạn. Và đi bóng của Văn Tính cho khe góc hay. Duy Anh quá người chịu được. Hãy sát ra con bóng thành công. Giờ Thái Sách các bạn. Một thể hùng lấy bóng có thể mấy bóng được chiên. Và này là Duy Anh. Đó có thể hùng phạm lỗi của Huy Gùa. Đó với Duy Anh các bạn đấu hạt dành cho các thủ Thiện Bay Bờ FC. Chúng ta sẽ đến với một tình huống đấu phạt của các thủ Thiện Bay Bờ. Thủ đang đứng trước pha đá phạt này là Hồ Sang. Hồ Sang dứt điểm, không vào, bóng đi qua sang ngang các bạn. Bóng lên cho đội một Thái Sa Lan. Và đây là Hoài Đức, một đường truyền tuyến đỉnh. Chưa qua được đội hút các bạn. Đội hút, Quán ơi, góc hay, đội hút. Đó là đường truyền dành cho Duy Anh, dứt điểm không vào. Đường truyền của Tâm Hồng. Và đây là Hoài Đức. Thủ môn Thái Sa Lan đóng bóng chính xác rồi. Và đây là Tuyến Lĩnh, cầu thủ số 18. Hoài Đức. Quý Gùa. Anh Hiệp xương ống các bạn. Anh Hiệp dưới đêm công bầu. Bóng lên thì nó mùng hẳn kia ba. Đây là Thánh Điền. Văn Tính. Bảo qua người của Văn Tính. Văn Tính làm gì đây? Nhận là Văn Tính. Văn Tính làm gì đây? Đó là pha cắt bóng của Thái Sách. Chuyện bay bơ. Một thủ đang bị đau đó là Hoài Đức các bạn. Hoài Đức đã có thể tiếp tục thi đấu coi. Trận đấu chúng ta được tiếp tục. Văn Tính các bạn. Chuyền Văn Tuyên. Thánh Điền.
Giang Tính. Và đây là Duy Anh. Và đây là Giang Tính. Duy Anh các bạn. Anh Hiệp Xương Ống. Và đây là Hoài Đức. Hoài Đức chưa được là hút các bạn. Ủa chị Phong cho thiệt mấy bơ. Rồi thiệt mấy bơ quán ơi, chưa được. Duy Anh. Và đây là Văn Tính. Đánh đi. Xin chào Giá Hưng nha, Dư Hưng soi gà nhắn là còn 4 bánh mì nè ông cầu ơi, cứu cứu. Chuyển điểm, bóng chung công trong quan. Phải điểm của Hồ Sang. Hưng nọ cả đây nhắn là còn 4 bánh mì nè ông cầu ơi, cứu cứu. 18 ổ giờ còn 4 ổ bạn, chắc chúng ta cả 5-10 phút nữa hết rồi, hết mì rồi. Mày Hưng nọ mới qua đá được bạn. Hello em. Sẽ làm rồi đúng không? Bóng lên cho nó mồm. Thái xa em các bạn. Tắm mau. Đó là bàn đi bóng của Hoài Đức chí đêm. Câu bầu. Rồi đúng cán phá của thủ môn Hận Cây Ba. Châu Gia Hưng nữa là nhắn là Hưng xôi gà anh Hiệp ơi. Cứu cứu Châu Gia Hưng cái đặng qua đá anh Hiệp ơi. Ghiền lắm rồi. Còn 4 ổ, hỏi ổ 5 ngàn được không? Châu Gia Hưng. Góc dành cho các thủ săn bóng Hoàng Hậu các bạn. Ném biên cho các cầu thủ Thiện Bay Bờ. Vậy thành sự được tung trở lại vào sân thay cho anh Hiệp Xương Ống các bạn. Và đây là Duy Anh, Giang Tính. Rồi Châu Gia Hưng đó là ghiền quá muốn sồn một xù một mép luôn rồi các bạn. Ghiền không xù mép. Đây là Thái Sách. Và đây là Tuyển Lĩnh, một đường chuột hai cho Thành Sự. Thành Sự làm gì đây? Thành Sự truyền bóng nhanh cho Tấm Mau. Đây là Quý Gua, không được. Sẽ là thủ môn phát bóng lên, thủ môn Hận Cây Ba các bạn. Đây là Thanh Đình, Giang Tính, Nguyễn Thanh Đình, Tấm Mau. Và đây là Hoài Đức các bạn. Thành Sự, Thành Sự không vào. Quả bóng kịp thời của cầu thủ số 71 đó là Thanh Điền các bạn. Một tình huống có bóng của thủ môn ở cái bà. Chào bóng về cho thủ môn Thái Sa Lem. Chào các anh em. Giờ không biết anh em vô không biết đá cho đội nào luôn anh. Thành Sự. Nếu Thành Sự làm cái đây không được, bóng đi hết được vòng. Lấy biển cho các thủ Thiện Mây Bờ, đây là Hậu Sang. Và đây bóng hơi dài các bạn. Thái sẽ ra bóng thành công. Giang Tính. Robin Van Hood. Cho khe các hay Thiện Mây Bờ, làm gì đây? Rồi Thiện Mây Bờ. Gắt kỹ thuật Thiện Mây Bờ. Đó là thắng của Thiện Mây Bờ các bạn. Một pha solo qua 4 cầu thủ của Thiện Mây Bờ. Và ghi bàn. Rút sang bàn tỷ số 2 đều của bạn cho cầu thủ Thiện Mây Bờ FC. Hai đội chúng ta đã qua nhiều mạch xuất phát rồi. Pha solo rất hay của Thiện Mây Bờ. Đó là đường truyền của Huy Gùa các bạn. Thái Sa Lem truyền bóng dành cho Tam Mau.
Xin chào Châu Gia Hưng. Hưng sơ gà hỏi là anh em trên sân có ai ăn bánh mì không? 4 ổ 20 đem qua. Thì anh thì xương ống đó là 4 ổ 20k là đem qua nha, liền nha nhờ. Hưng lỏ. Đó rồi, hết sâu rồi, còn tà 4 ổ mì à. Đem qua đi Hưng ơi. Rồi nhậu với bánh mì luôn. Văn Tính các bạn. Còn người đang tính 60.000 nha anh Hẹp, 60k. Mắc chó vậy, người ta bắt 12.000, bắt 60.000 đủ. 48.000 mày ơi. Đó, đường truyền của Huy Hùa cho Thanh Sự. Rồi, kìa hỏi kìa, đem thiệt không? 4 ổ kìa. Đem qua đi, Hưng Hưng Sơn Gà, đó phải gì đem, wow. Đó là bàn ăn của Hoài Đức các bạn, của đúng của Hoài Đức. Hoài Đức vừa ghi quan, tận số lên 3-2 cho các thủ sân bóng Hoàng Hậu. Ok, Hưng Sơn Gà đem qua đem ơi. Một nữa chào Hưng Lõi nha, đem qua đi em. Đây là Thánh Điền các bạn, tỷ số hiện tại đang là 3-2 nghiêng về các thủ sân bóng Hoàng Hậu của đất của Hoài Đức. Và đây là Duy Anh. Họ qua người đủ phạm lỗi rồi, đủ gì bị phạm lỗi đó là Thành Sự đó bạn, cho các thủ sân bóng Hoàng Hậu. Và đây là đường chuyền của Thái Sách dành cho Huy Gô. Và đây là Tiến Lĩnh của anh. Mùa chuyền của Duy Anh hướng đến vị trí của Quang Nga, cầu thủ số 6. Và đây là Thanh Điền. Thanh Điền làm gì đây? Thủ cũng được, đá cũng được luôn. Giờ cho thấy con hả? Hả? Đường cho khé à, Thanh Điền, việc vậy mất rồi. Các em thấy tâm á, các em thấy tâm thủ cũng được, đá cũng được luôn. Đây là Huy Gùa các bạn. Thanh Sự. Đó là Huy Gùa. Đó là một chuyền đến vị trí của Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh dứt điểm, không vào. Đội bộ hẳn cây ba đã cản phá thành công. Phần gốc cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Như vậy Hoài Đức bên phía rồi sân bóng Hoàng Hậu cũng rời sân vàng, cầu thủ vào sân trở lại đó là Hiệp Xương Ống. Văn Tính. Hoài động tốc độ Văn Tính. Chưa được. Đó là thủ phạm lỗi của Thành Sự. Đối với Văn Tính các bạn đã phạt dành cho các thủ Thiện Viper FC. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống đá phạt các bạn. Cự ly đá phạt cũng khá gần trước khung thành của thủ môn Thái Salem. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt là Thiện Viper. Điện bay bơ, dứt điểm, không vào. Thủ cản phá của thủ môn Thái Salem các bạn, phạt góc cho các thủ Điện bay bơ. Không. Đánh đâu? Có gì kêu vợ qua. Đó đường chuyền của Thái Salem. Để Thái Sách các bạn. Thành Sự. Đó là đội bóng Thái Sách. Là đội bóng phạm lỗi rồi. Sẽ là một tình huống báo hoàng dành cho các cầu thủ sân Hoàng Hậu các bạn. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này là Quy Cua. Chỉ cho Tiến Lĩnh. Thằng Tiến Lĩnh. Đó là Thành Sự. Thành Sự chịu bóng về dành cho thủ môn Thái Salem. Tỷ số hiện tại đang là 3-2 nghiêng về cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu các bạn. Thành Sự. Quy Cua. Đây là Hiệp Xương Ống các bạn. Hiệp Xương Ống dưới điểm. Sân bay Thanh Điện đã thổi còi kết thúc hiệp một.
Kính thưa quý vị và các bạn, thì cao thủ sân bóng Hoàng Hậu đang tạm dẫn trước cầu thủ Thiện Viber FC với tỷ số 5-3. Tuy nhiên xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai. Xin chào anh Duy. Chào anh Duy, thủ môn của đội Bắc Đông Sáng Sóc Trăng. Cảm ơn anh Duy rất nhiều. Cảm ơn anh Duy, cảm ơn Châu Dương, trái bánh mì của em ơi. Mệt lắm à, ông chú là mệt lắm à. Rồi ra đây anh chụp cho. Trời ơi, tao mau. Ôi à, không chú được đâu à, sợ vậy nó già rồi, anh già rồi em ơi. Xanh to hai vòng ơi. Gì? Xanh to hai vòng ơi. Anh già rồi em ơi. Có chụp không? Sao lên này rồi. Trời ơi trời. Đi xuống. Leo lên chứ, leo lên xuống mệt chết luôn nè. Thứ ba chặn cũng đi xuống. Leo xuống nghe không hết hơi, leo lên luôn nè. Lồn nó mập đủ mới thủ lên sông trời. Thứ năm bây giờ người ta mới đặt trời sang chết luôn đó. Thứ năm chiều thứ năm hàng tuần luôn đó. Đặt 5:30 xong quốc Vinh. Tại gì? À, mà mình lấy gì thì sang à? Bữa đó là đỡ nào? Con rô nãy Thần Hưng. Bữa đó cũng mắc cười ha, ngoài kia thì chạy vô đây live stream, bọn trong này thì chạy ra ngoài kia live stream. Trong này thì chạy ra ngoài kia live stream, còn ngoài kia thì chạy vô đây live stream. Ở ngoài kia đi vô đây đá, còn trong này thì ra ngoài kia đá. Ở đây thì đi ra ngoài đá. Thấy bằng áo ngoài không? Phải nhìn nhừ với nhau á, cái nhừ á. Ừ. Ngủ mồi khó rồi đó. Ủa chẳng sao là ai đá như anh em? À, FC Bắc Thôn với mà em Mỹ đó. Đội gì? À, đội của đội Phong hả? Đội Brand Châu Thành. Thank you.
nhậu hết vậy. Hả? Rồi cuối cùng đội nào vô địch? Em xe Bảo Thảo à? Không biết hơn mấy trái. Ben hả? Bị Ben rồi Thành Hưng phao lỗi gì? Thành Hưng không có lỗi hả? Có like gì em không? Dạ nó không có like hả? Hình như là bên Nguyễn Hương đã cho doanh nghiệp gì đó phải không? À bất động sản Phương Nam à. Em đúng không ạ? À tính cạp chưa? Đấy, đá trúng cục điện không? Hả? Nhấp trúng cục điện không? Thôi hết trúng rồi. Tiếng đá không? Đá không? Đó. Người ta còn có mà mấy chục phút hết giờ hồi ra. À, như vậy trọng tài anh Thanh Điền cũng đã thổi còi để hiệp 2 được bắt đầu các bạn. Kết thúc hiệp 1 thì cao thủ Sân bóng Hoàng Hậu đang tạm dẫn trước cao thủ Thịnh Mây Bơi FC với tỷ số là 3-2. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và các cầu thủ trên sân của chúng ta sẽ gửi đến quý khán giả của các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào, ta hãy cùng chờ xem. Đây là tiếng lĩnh một đường truyền nhìn cho Huy Gùa. Huy Gùa làm gì đây? Một đường truyền cho, đây là Thành Sự. Một đường truyền cho Khe Giặc Viên nhìn cho Tấm Mau. Tấm Mau làm gì đây? Không được, đường truyền hơi nhẹ các bạn. Tiếng lĩnh. Ở đây là Hoài Đức. Và Đức có một pha xoay người dứt điểm bằng chân trái các bạn. Đang tỷ số lên 4-2 cho các cầu thủ Sân bóng Hoàng Hậu và đó là cú hat trick của Đức trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi dứt điểm từ xa của Giang Tính. Giải thi ra thường mà trong gol đang công không mà. Rồi đường truyền của Thái Sách dành cho Thành Sự. Rồi theo đi, theo lên một cây đi, giữ dắt lên, giữ. Tấm Hào. Tử. Trời ơi, chỉ có chính xác rồi. Thì Giang Tính. Chuyền bóng và cầu bóng Thái Sách. Điểm bay bờ. Chào Kenwin. Thành Sự. Và đây là tiếng lĩnh của bạn. Chào Kenwin nha. Đây là điểm bay bờ. Khánh em các bạn, Khánh em cầu thủ số 29 được tung vào sân bên phía đội Thiện Paper FC trong hiệp 2. Dứt điểm, phải điểm của Duy Anh. Kenwin không biết có đang ở ngồi khác nào biết không vậy? Đó là pháo bóng của Thái Salem. Đây là Đỗ Út, người khổng lồ xanh. Họ là Giang Tính các bạn. Chẳng là Robin Wan Đỗ Út. Một đường chuyền rất hay. Đây là Quang Đạt. Giang Tính.
Robin Waterwood. Khá đẹp. Thiện bay mơ không bầu. Đó là các bóng của Quý Gùa và tình huống các bóng của Tom Mao bạn. Và đây là tuyến đỉnh. Tuyển lĩnh làm gì đây? Dứt đêm không bầu. Dứt đêm. Và đó là bàn thắng của Hoài Đức các bạn. Cú bóng cơ của Hoài Đức trong trận đấu ngày hôm nay, này số là 52. Cho có đủ xong bóng vào hậu. Khá đẹp. Đây là Hoài Đức. Hoài Đức dứt đêm. Thủ môn Hoàng Tây Ba đã cảm phá thành công. Văn Tính các bạn, xin chào Can Quyên, Can Quyên đang ở khán đài Sản Nhi các bạn. Ok các bạn. Cảm ơn Can Quyên, Can Quyên đang ở Sản Nhi nuôi vợ xanh đây các bạn ơi. Dứt đêm không vào. Đó là pha dứt đêm của Thiện Viper. Hello Chiến Nghi Huy Su. Ném biên cho các đội sân bóng hàng hậu các bạn. Thành sự. Đây là pha ném bóng của Giang Tính. Ném biên cho các đội sân bóng hàng hậu. Gà ném bóng 4 bánh mì qua gà nên anh hay bay. Và đây là khán em. Một đội chuyền hướng đến vị trí của Văn Tính. Văn Tính cho cái hà dành cho Thiện Viper. Dạ không, không ăn đi mấy anh em, ăn đi. Nãy em ăn, nãy em ăn tô mì chín rồi. Trời trời rồi sao ăn. Wow, đó là pha dứt điểm của Văn Tính các bạn. Văn Tính vừa ghi bàn cũng gắn cái số chỉ còn 3-5 cho các cầu thủ Thiện Viper FC. Những điểm từ xa của Văn Tính. Và đây là đội số 16 Hoàng Đan, Văn Tính. Khá đẹp. Thiện Bay Bơ không được. Nhớ khá đẹp các bạn. Sẽ là một thủ đô đóng góc dành cho các cầu thủ Thiện Viper FC. Văn Tính. Đó Thiện Viper. Và đây là Hoàng Đạt dứt điểm. Văn Tính. Cầu vào, lại là một thủ dứt điểm của Văn Tính các bạn. Và lần này thì thủ môn Thái Sa Lam đã rất cẩn thận trong thủ như rồi. Và đã bóng thành công. Đây là Huy Gô. Không có tấm hồng. Để biên cho các thủ Thiện Viper. Duyên. Hoàng Đạt. Robin Wanderhut. Đây là Thiện Viper các bạn. Gõ cây. Hoàng Đan. Và đánh đầu của Robin Wanderhut. Và sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ sân bóng hàng hậu. Khả năng có bóng thành công. Ném biên tiếp tục cho các cầu thủ sân bóng hàng hậu. Thành sự. Câu hàng dành cho các cầu thủ FC sân bóng Hoàng Hậu của bạn. Tiến lĩnh. Và một anh em đây là Duy Anh, Thiện Viper. Một đội chuyền cho Khánh Em các bạn. Khánh Em đội chuyền.
Dứt điểm của bầu và dứt điểm chưa thắng được của thủ môn Thái Salem của Hoàng Đạt các bạn. Trời ơi. Giờ đây chưa thành công của Hoài Đức. Ném biên cho cầu thủ Thiện bay bơn. Giang Tính. Bảo bóng Tiến Lĩnh. Ném biên cho cầu thủ Thiện bay bơn sẽ tiếp tục. Đây là Duy Anh. Thái Sách. Bảo bóng Thái Sách tiếp tục ném biên cho cầu thủ Thiện bay bơn. Robin Waterwood. Và đây là Giang Tính các bạn. Thiện bay bơ. Và các bóng Quy Gùa. Và đây là Quang Đăng. Dứt điểm. Thủ môn Thái Salem đó có chính xác rồi. Về tấm màu đường chuyền hướng đến vị trí của Thành Sự. Thủ lừa bồi bóng về rất nhanh của khách đen các bạn. Duy Anh và đây là Giang Tính. Và đây bóng Giang Tính xin chào thư thư gọi là nhắn là hello hồ sang các bạn là nhắn của thư thư. Dứt điểm không bầu đó là ba dứt điểm của Duy Anh. Thì vậy là bà xã của hồ sang nhắn là hello hồ sang các ở đây là Quang Đăng. Như vậy Tiến Lĩnh đang bị đau. Tiến Lĩnh đang có thể tiếp tục thi đấu rồi các bạn. Và đây là đó là Long Chiên. Đó là đường truyền của Thái Sách các bạn. Sẽ là một tình huống phóng lên cho thủ môn Hoàng Cây Ba. Các anh em làm gì đây? Đây là Giang Tính. Dứt điểm không được. Và dứt điểm của Giang Tính ăn gà quá mài hơi nhiều các bạn. Ngoài chân phải. Đó là đường chuyển Thái Salem hướng đến vị trí của Hoài Đức. Thủ môn Hoàng Cây Ba đã bóng chính xác rồi. Ồ anh Toàn mới ủi ra bánh mì của Hưng Lõ các bạn. Hưng Sôi Gà. Đây là Tiến Lĩnh. Duy Anh. Một đường chuyền đến vị trí của Thiện Bay Bơ. Thái Sách. Một đường chuyền nhạc viên cho Tam Mau làm gì đây? Tam Mau được chuyền vào. Robin Waterhood đã có bóng tấn công. Robin Hood chuyền bóng. Đó là một chuyền hơi mạnh dành cho Khan Em. Bóng lên cho thủ môn Thái Salem các bạn. Thành Sự. Và đây là Hận Cây Ba. Giang Tính. Thiện Bay Mơ. Và đây là Giang Tính các bạn. Vẫn là cao thủ Thiện Bay Mơ. Đường chuyền đến vị trí của Duy Anh. Duy Anh dứt điểm. Một pha dứt điểm từ xa của Duy Anh rất đẹp. Rất hay, pha xử lý rất hay của Duy Anh.
bọn điện rất căng. Tỷ số được rút ngắn 4-5 cho các thủ điện bay bờ. Vậy Hưng lõ được tung vào sân ngoài phía đội sân bóng Hoàng Hậu Gia Hưng. Giờ Gia Hưng mới đem 4 cỏ bánh mì qua sân bóng đá Hoàng Hậu anh. Hoài Đức dứt điểm. Wow! Walker Hoài Đức nâng số lên 6-4 cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Và sỉ muội vào góc gần của Hoài Đức các bạn, rất nhanh. Và xử lý rất nhanh của Hoài Đức. Tỷ số được nâng lên 6-4 cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Và đây là thủ môn Thái Sa Đen. Thái sát các bạn. Thái sát chịu bóng dài. Duy Anh đánh đầu các bóng thành công. Tuyến lĩnh. Thiện bay bơ. Và đây là Khánh Em. Khánh Em cho khe. Rồi và các bóng của Eagle. Đây là Gia Hưng các bạn. Quang Đạt. Đây là Ruin và Hút. Và đây là Giang Tính. Và đây là Thái Sa Đen. Đây là thủ môn Hoàng Cái Bàng. Đó là đường truyền của Duy Anh dành cho Giang Tính. Đường truyền Giang Tính, anh em. Quá quá người. Anh em làm gì đây, đường truyền vô. Ông vẫn còn. Đây là Duy Anh dứt điểm. Ném biên cho các cầu thủ Thiện Ba Bờ. Đúng các con có Thái Sách. Để mình cho các thủ Thiện Mỹ BFC. Đó là thủ qua người của Duy Anh các bạn. Được chuyển về cho Đờ Hút. Và đây là Giang Tính. Và đây là Gia Hưng. Hưng đỏ làm gì đây? Gia Hưng không vào. Và một bóng chính xác của thủ môn Hận Cây Ba các bạn. Và đó là chuyển của Robin và Đờ Hút. Và các bóng của Tâm Hào. Và đây là Hoài Đức, một địa chỉ cho Gia Hưng. Gia Hưng lên đây, được chiếu đêm, Gia Hưng. Bóng đã chạm tay của Gia Hưng rồi. Đúng bóng chạm tay các bạn. Các bạn lên dành cho các thủ Thiện Weber. Hồ Sang, được tung trở lại vào sân phía đội Thiện Weber. Và đây là Robin Van Hood. Giang Tính. Thiện bay bơ các bạn. Và Thiện bay bơ. Và đó là Giang Tính. Khánh Em. Khánh Em đừng cho khe. Thiện bay bơ. Và các bóng kịp thời của Thái Sắp. Và góc dành cho các cầu thủ Thiện bay bơ FC. Và đánh đo đánh đầu của Thái Sát các bạn. Và đây là Giang Tính. Dẫn đây Giang Tính. Đụng khá nguy hiểm các bạn. Sẽ là một tình huống ném biên cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Đây là Hoài Đức. Và các bóng của Robin Van Hood. Đây là Giang Tính. Và đội bóng tắt tốc độ. Không được rồi. Và đội bóng hơi dài của Giang Tính các bạn. Và đây là Huy Gua. Hoài Đức. Hận Cây Ba đã có bóng thành công. Sẽ là một thủ đó. Sẽ được đá biên các bạn. Đá biên cho các thủ sân bóng Hoàng Hậu. Tấm Mau. Thái Sắt. Thái Sa Đẹp. Nhớ Tâm Hào. Và là Khánh Em. Dứt điểm không vào. Bóng lên trên hồn Thái Sắt. Sẽ
đầu bàn Thái Salem. Đây là quy gùa các bạn. Duy Anh, Văn Tính, Thiện Bay Bơ. Đây là Tiến Lĩnh. Khoảng không cho có đủ sao bóng màu đi chứ. Rất hay, Hoài Đức giữ điểm chưa vào, chưa thành công các bạn. Và góc dành cho có đủ sân bóng Hoàng Hậu. Đây là Văn Tính. Còn chuyện cho Thiện Bay Mơ. Thiện Bay Mơ làm gì đây? Thiện Bay Mơ cho khe. Đây là Hồ Sang. Đó là bàn thắng của Hồ Sang các bạn. Cú đúp của Hồ Sang đang cố gắng đi số chỉ còn 5-6 cho đội Thiện Bay Bờ FC. Cú đúp của Hồ Sang. Trái hả? Lộn chỉ là mới vàng 1 vàng đấy các bạn. Vậy là Hồ Sang vừa ghi bàn, cố gắng đi số chỉ còn 5-6. Vậy nãy giờ tính đâu có ghi bàn rồi. Đây là Quy Gua. Đường truyền hướng đến vị trí của Thông Mau. Thông Mau chiếu bóng và cầm bóng Khánh Em. Và đây là Văn Tính. Và đây bóng tốc độ của Văn Tính. Văn Tính chiếu bóng chưa được, bóng lên đến vùng Thái Sa Lem. Xin chào Thái Học. Đó là nhắn là sang chép ra hay quá ca. Đó là nhắn của Thái Học các bạn. Một lời khen dành cho Hồ Sang. Tăng Mau. Và đây là thủ môn Thái Sa Lem. Chuyền giác viên nhìn cho Mui Gua. Anh Hiệp Sương Ống đã vào sân trở lại các bạn. Bên phía đầu sân bóng Hoàng Hậu đây là Tiến Lĩnh. Và bóng Khánh Em. Tiến Mây Bơ. Một lần chuyền hướng đến vị trí của Hồ Sang. Sang chết. Rồi Thư Thư nhắn là hay quá. Về dẫn đi massage các bạn. Dẫn Hồ Sang đi massage. Ngon rồi. Xin chào Quỳnh Trọng. Quỳnh Trọng kêu hận cây ba mà chụp bớt dẫn lại. Đó là dẫn của Quỳnh Trọng các bạn. Cà khịa thủ môn hận cây ba. Còn vợ của Sang Chết thì bà cà khịa là hay quá vậy dẫn đi massage các bạn. Sẽ là một tình huống ném biên cho các cầu thủ sau bóng Hoàng Hậu. Thì đâu Quỳnh Đặng Lộc, Đặng Lộc Quỳnh. Cô Bình Luận Viên cũng không biết kêu bẩn gì luôn. Quỳnh Đặng Lộc Quỳnh các bạn. Nhắn với anh Đức dùng, nay con đi công chuyện lên không được nha chú. Đó là nhắn của Đặng Quỳnh Lộc. Giang Tính. Một đội chuyện đến vị trí của Robin Van Der Hood. Rồi Giang Tính. Robin Hood các bạn. Ở đây là thủ môn Hoàng Cái Ba. Giang Tính chuyền bóng cho Robin Van Der Hood. Ở đây là Khánh Em. Đó là pha đi bóng của Tâm Mau. Và đây là anh Hiệp Xương Ống các bạn. Đường truyền dành cho Tiến Lĩnh. Và đây là tốc độ Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh Quang ơi chưa được. Vẫn là Tiến Lĩnh các bạn. Và đây là Dạ Hưng làm gì đây. Quý rồi. Thái Sách. Và đánh đầu của Robin Van Der Hood các bạn. Tiến Lĩnh. Tắm mau không được. Bọn đã để hết được mình dọc rồi. Vẫn là Robin Hood người khổng lồ xanh. Đó đường chuyền của Duy Anh. Bản đầu của anh Hiệp Sư Ngóng này Văn Tính. Đây là Tâm Mau. Bản bóng của Khánh Em. Đã con hướng phạm lỗi của Thiện Bay Bờ đối với anh Hiệp Sư Ngóng các bạn. Và đây là Tuyển Lĩnh. Dứt điểm không vào. Bóng đi vọt cầu dọc. Bóng lên cho đội bộ phận cây ba. Đây là Đỡ Hút người khổng lồ xanh, chị Nhạc Bình.
rồi Duy Anh các bạn. Sẽ làm một thủng phạm lỗi rồi, đá hoạt dành cho ném biên dành cho cầu thủ Thiện Paper. Duy Anh, anh đẹp xương ống các bạn, rồi dẫn là Duy Anh. Duy Anh làm gì đó dưới đêm không vào. Ở đây là thủ môn Thái Salem người Hoài Đức. Và đây bóng hơi dài của Hoài Đức các bạn, từ đúng các bóng của đội hút và góc cho các cầu thủ săn bóng Quang Hậu. Như vậy Thanh Điền sẽ vào sân thay cho Duy Anh bên phía đội Thiện Bay Bơi FC các bạn. Đánh đầu Dạ Hưng, đó là pha cắt bóng của Robin và đội hút. Sẽ các cầu thủ đá phạt lên dành cho các cầu thủ Thiện Bay Bơi các bạn. Đây là Giang Tính Thiện Bay Bơ. Và đây là Hồ Sang, làm gì đây dưới đêm các bạn. Bảy điểm của Hồ Sang, bóng đi qua sang ngang các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 6-5 nghiêng về các cầu thủ săn bóng Hoàng Hậu. Giang Tính và đây là Thanh Điền, đội mới vào sân các bạn. Thanh Điền không vào, bóng lên cho đội môn Thái Salem. Và đây là anh hiệp xương ống Tuyến Lĩnh các bạn. Chào Tuyến Lĩnh, đội Bình Văn Hút. Và đây là Thanh Điền phản công cho các cầu thủ Thiện Bay Bơ. Không được, đây là anh hiệp xương ống, không được luôn. Đây là đội số 71, đó là Thanh Điền. Sau đó trận đấu này chúng ta sẽ được chứng kiến và nhìn diện với hai đội bóng là FC Bách Tôn và cầu thủ FC The Friend Châu Thành các bạn. Anh hiệp xương ống, bóng hơi nhẹ. Và đây là Giang Tính, cũng dứt điểm. Sẽ làm một thủ quá bóng lên cho các cầu thủ FC săn bóng Hoàng Hậu. Tuyến Lĩnh, đây là hiệp xương ống các bạn, đường chuyền dành cho Hoài Đức, đường chuyền rất hay, đó là Hoài Đức. Và đeo bóng của Giang Tính, và đeo bóng tốc độ Giang Tính chứ đêm không bầu. Đội môn Thái Salem đã bóng chính xác rồi. Thái sát các bạn. Và đây là Thái Salem. Của đường chuyền nhìn cho Hoài Đức. Tuyến Lĩnh. Dọn lên Tuyến Lĩnh. Quỷ rùa dứt đêm. Đường cắt bóng của đội môn Hận Cây Ba. Đội quyền vị của Gia Hưng các bạn sẽ đào một tình huống phát bóng lên cho đá phạt quyền vị lên dành cho các cầu thủ Thiện Bay Bơ. Khá đẹp. Một đội chuyền cho Hồ Sang chưa thành công. Bóng lên cho đội môn Thái Salem các bạn. Như vậy một vòng pha bóng lên dành cho anh hiệp xương ống các bạn, ném liền cho cầu thủ săn bóng Quang Hậu. Đây là Gia Hưng, Thiện Bay Bơ được chuyền Hồ Sáng dưới đêm chưa thành công. Đội môn Thái Salem là một lần nữa bóng bóng chính xác các bạn. Xin chào Thái Học, ở đây nhá, Thiện Bay Bơ cố lên. Đây là nhắn của Thái Học.
đây là Hoài Đức và đây là Tiến Lĩnh các bạn. Chọn khé, đây là Gia Hưng. Gia Hưng làm gì đây? Tiến Lĩnh các bạn, rất kỹ thuật. Tiến Lĩnh vô. Tiến Lĩnh vừa ghi bàn đánh số lên 7-5 cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Đây. Thì số được lên 7-5 cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Hưng ơi là Hưng. Thì số là 7-5 các bạn. Nãy miền cho nãy miền cho cao thủ bay bơ thì bay bơ các bạn. Đây là Giang Tính, đây là Robin Badahut. Và cầu bóng thái sách các bạn, nãy miền cho các cầu thủ thì quay vào Giang Tính. Giờ là Giang Tính. Là ngày mai á. Nhưng nói thứ hai tiếng còn xa lắm mà. Ok bà xã nha. Nguyễn Nghiêu Bích Chiên. Bữa nay anh Toàn mấy ủi ngủ nhậu rồi bà xã ơi. Lát qua rước về nha. Đây là đường chiên của Giang Tính các bạn. Và đây là Thanh đi. Của đường chiên Giang Tính. Robin Badahut. Dứt điểm. Một cú dứt điểm rất mạnh. Thế là chưa thành công. Không lên cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Khánh em. Giờ là Khánh em. Ở đây là Khánh em làm gì đây? Khánh em không vô. Đó là tình huống cản phá của vùng trái sân em các bạn. Mà anh không mình nha. Số 66 đâu? Đánh đâu? Bắt đầu các bóng của anh Hiệp Sương Ống này là Khánh em. Hay lắm rồi. Nhận là Khánh em các bạn. Khánh em. Trọng tài xác định ra cầu thủ phạm lỗi rồi. Cầu thủ dù phạm lỗi đó là Khánh em đã phạt cho các cầu thủ Thiện Bay Mơ. Nữa anh em cho cái đội bác tôn ghi tên giùm em. Bên mà tính nè. Nhiều quá vậy. À thấy người luôn nè. Đi ra. Thấy. Sao trời. Sao mập đi về rồi. À thấy ra đi ra. Rồi cùng chờ xem phong phong đá phạt của cao thủ Thiện Bay Mơ như thế nào. Thiện Bay Mơ dứt điểm, một chút vào gầu. Khánh em không vào, chút vào gầu lần hai các bạn. Đây là Hồ Sang, Sang chết làm gì đây? Khánh em. Và các bạn có Gia Hưng. Chỉ là nhậu đâu? Xong giải nhậu quá luôn hả? Nhậu với bên đội luôn hả? Đó là pha dứt điểm từ xa của Danh Tính. Và góc dành cho cao thủ Thiện Bay Mơ. Nhậu gì nữa mà nhậu, xỉn chết đi, nhậu gì. Tự nhiên 3 giờ tới giờ mà hỏi say không? Đó là mà chị bóng đến vị trí của Thanh Thiền. Của Sang Chết các bạn. Đây là Khánh em. Khánh em làm gì đây? Dứt điểm! Không vào! Đó là tình huống cản phá của thủ môn Thái Salem. Đây là Huy Hùa. Khánh em. Thiện Bay Mơ. Đã thắt điện các bạn. Đây là Huy Hùa.
Một đội viên về cho Thái Sách. Thái Sách chuyền bóng. Ném biên cho các cầu thủ sân bóng Quang Hậu. Mỹ Hòa Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh dứt điểm. Thiện Bay Bơ. Thiện Bay Bơ làm gì đây? Bảo Quang ơi, Thiện Bay Bơ. Đây là sáng chết. Không bầu. Một lần nữa thủ môn Thái Sa Đen đang có bóng gấp kịp thời khép góc các bạn. À, Tiến Lĩnh. Hoài Đức. Đội cho khe dành cho anh Hiệp Xương Ống các bạn. Đó là Hoài Đức. Chuyền bóng giặc viên cho Tiến Lĩnh. Giả Hưng. Rất hay, đây là Hoài Đức. Đó là Hoài Đức các bạn, rất hay. Đội chuyền dành cho Giả Hưng. Đội cắt bóng các anh em. Thánh Điền sẽ làm một tình huống ném biên cho các cầu thủ Thiện Bay Bờ. Robin Van Der Hoed. Thiện Bay Bờ các bạn. Dự điểm không vào khán em vô. Đó là thằng khán em. Anh em vừa ghi bàn cũng ngắn số chứ còn 6-7 cho các đội Thiện Bay Bờ. Đây là anh Hiệp Xương Ống. Chuyền giả biên dành cho Hoài Đức. Và xử lý chưa thành công các bạn. Ném biên cho các đội Thiện Bay Bờ. Chuyện bay bờ các bạn. Và đây là sang chết Hồ Sang. Dứt điểm. Chạm tay của Hồ Sang. Đầu hàng cho các cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Đây là Giá Hưng. Và đây là Thái Sách. Đây là Giá Hưng. Dứt điểm. Không vào các bạn. Đây là Khánh Em. Anh em làm gì đây? Giang Tính. Anh em. Giang Tính làm gì đây? Thả điên không vào. Và góc cho cao thủ Thiện Bay Bờ. Nè anh em. Nãy bên cháu thủ xong bóng qua hậu các bạn. Và nãy bên của anh Hiệp Xương Ống cho Giả Hưng. Giả Hưng chứ đi vô. Đó là bạn của Giả Hưng. Hoài. Hoài vậy Giả Hưng. Giả Hưng vừa kêu hoàng nè, đang đi sội. Đăng ký số lên 86 cho cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu các bạn. Một cầu thủ bên phía đội sân bóng Hoàng Hậu đang bị đau. Như vậy Quy Ngùa đang có thể tiếp tục thi đấu các bạn. Đó là ba dứt điểm của Giang Tính. Ủa mày chặn xong rồi, đá gì nữa em ghi bàn em ơi. Đây là anh Hiệp Xương Ống các bạn. Hoài Đức. Sẽ là một tình huống đá vào góc cho cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu các bạn. Và bắt bóng chính xác của thủ môn Thận Cây Ba. Và đây là Thánh Điền. Cũng dứt điểm từ xa. Thái Sa Lem cản phá thành công bạn. Đây là Hồ Sáng làm gì đấy, đừng chơi dê thứ hai. Dứt điểm không vào. Thái Sa Lem vào. À đó là anh Hiệp Xương Ống các bạn.
Và cái bóng của Thiện Sư Ông đã vô tình thành một bàn thắng dành cho cầu thủ Thiện Bay Bơ. Không ngờ con chip lại là đây các bạn. Tỷ số chung cuộc là 8-7 nghiêng về cầu thủ sân bóng Hoàng Hậu. Và đó là trụ bóng cuối cùng của trận đấu chúng ta. Một lần nữa, huấn luyện viên xin tạm dừng trận đấu tại đây và sẽ có đường liên mới chúng ta theo dõi trận đấu tiếp theo các bạn giữa hai đội Tắc Tôn và cầu thủ Đồng Đen Châu Thành.